Đăng Khoa xin kính chào quý vị. Hiện tại Đăng Khoa đang đứng tại thủ phủ tiểu bang California. Nơi đây sẽ có buổi điều trần của bà Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn về dự luật SB 895. Kính thưa quý vị, dự luật SB 895 là một dự luật rất quan trọng cho thế hệ mai sau, cho con em chúng ta về lịch sử cũng giống như là hành trình tìm tự do của người Mỹ gốc Việt tại Hoa Kỳ. Và kính thưa quý vị, từ sáng khoảng 6 giờ 30 thì cộng đồng người Việt của chúng ta đã tụ tập tại thành phố San Jose cùng nhau trên một chuyến xe bus hành trình đến thủ phủ tiểu bang California để mà dự và cũng giống như là ủng hộ bà Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn về dự luật SB 895. Và bây giờ Đăng Khoa xin kính mời quý vị theo dõi một số hình ảnh sau đây qua ống kính của đài truyền hình Việt TV Network thực hiện. Miệt mùng rừng đêm vang những bước chân anh hùng, chập trùng lửa thiêng soi cao tay người ôm súng. Đây con trai mẹ trở về trong tim mang nặng lời thề xin vì non nữa hiến thân giết quân hùng tàn. Này là đoàn con tám hướng bốn phương tung hoài, này là đoàn con bốn ba trong rừng trong núi. Sau bao năm dài đời chờ nay con quay về rừng cầu sân hà hoa gấm Bắc Nam gieo vàng tự do. Hôm nay em đến đây để ủng hộ cho Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn về dự luật SB 895. Thì cũng như bao nhiêu người trẻ trong nước thì em không hề hay biết gì về lịch sử trước năm 1975. Thì khi được đến Mỹ, khi được đặt chân đến Mỹ thì em mới biết được những sự thật về lịch sử năm 1975, về những tội ác man rợ mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã che giấu và bóp méo sự thật. Thì trong 50 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục những cái hành động man rợ đối với người dân trong nước, đàn áp người dân trong nước và dâng hiến lãnh thổ cho giặc ngoại bang. Thì em muốn nhân đây để thông qua cái dự luật SB 895 của Thượng nghị sĩ Janet để cho những người trẻ đều được biết được đến lịch sử về sự thật và để cho mọi người đều biết được những sự thật về chiến tranh ở Việt Nam. Và cũng qua đây để góp lên một cái ngọn lửa nhiệt huyết để cùng nhau đấu tranh, để luôn luôn giữ vững cái ngọn lửa đó, cùng nhau đấu tranh để giành lại độc lập cho tự do cho Việt Nam, như là tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, tự do nhân quyền. Và em xin hết, em là Lê Trương Hằng Hà đến từ Sacramento ạ. To support this bill so that we can tell that we can bring honor back to the 58,000 American soldiers who lost their lives and that all the South Vietnam soldiers who lost their lives in fighting for freedom and democracy. I want the truth to be taught to our children and other generations. They violate their human rights. They don't have any democracy. They cannot speak freely. Vận động toàn thể người Việt ở tại hải ngoại này yểm trợ và hỗ trợ cho cái chương trình nghị định SB 895. Xin trân trọng kính chào toàn thể Việt. The SB 1085. It will bring up the true story of Vietnam War. So I would like to support SB 895. Thank you, and also Senator Janet Nguyen. And if this bill is passed, and I would like to say thank from the bottom of my heart. Thank you. Thank you. Và tôi chỉ chúc bố cướp hết tài sản, luôn cả máy dệt, tất cả tiền bạc cướp hết của ba tôi. Do đó chính phủ Mỹ đã cưu mang chúng tôi đến đây. Tôi rất là cảm ơn chính phủ Mỹ nhiều lắm. Và tôi rất là căm thù. Và ngày hôm nay, người phụ nữ Việt Nam là Janet Nguyễn đã thay thế đồng bào Việt Nam, đã ra một cái nghị quyết SB 895. Tôi rất là khâm phục Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn. Tôi rất cảm ơn nước Mỹ đã cưu mang gia đình tôi cũng như tất cả những người thân ở đây. Tôi phản đối Đảng Cộng sản Việt Nam mà chi giấu cái tội ác của Đảng Cộng sản đang làm để mình đàn áp người dân quá là tầm động. Một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn quý vị tới đây bữa nay, nhờ cái sự ủng hộ và thương yêu của quý đồng hương cho cái văn hóa và lịch sử của người Việt Nam chúng ta, mình đó, cộng đồng mình cũng chúng ta mình mà đoàn kết đó, mình sẽ làm được nhiều việc lắm, mà mình không có đoàn kết đó, mình sẽ không có làm được việc. In Vietnamese, okay. Một lần nữa chúng tôi xin mong quý vị thượng nghị sĩ ủng hộ dự luật 895. Cảm ơn.
Item 1, SB 895, the motion is due pass as amended to appropriations. Allen? Aye. Allen, aye. Wilk? Aye. Wilk, aye. Galgiani? Leyva? Aye. Leyva, aye. Pan? Aye. Pan, aye. Vidak? Aye. Vidak, aye. Rất là cảm ơn quý đồng hương từ khắp mọi miền. Chúng tôi thấy có từ Nam Cali, từ Bắc Cali, từ Fresno, từ San Jose, từ Oakland, từ Hayward, từ San Marino, từ Sacramento. Chúng tôi thấy là rất là vô cùng hạnh diện, rất là vô cùng sung sướng khi bà con đồng hương đã đến đây và số cái tấm lòng của mình ra nói với Ủy ban Nhân dân Thượng viện rằng chúng tôi ủng hộ SB 895 và tức là chúng tôi ủng hộ Thượng nghị sĩ Giang Đức Nguyện. Điều đó đã làm nức lòng. Và chính vì cái cách phát biểu của chúng ta, cách trình bày cái dự luật của Thượng nghị sĩ, cho nên sau khi họ thấy được cái tấm lòng, sự đoàn kết của đồng hương, họ, tức là Ủy ban Giáo dục Thượng viện gồm 7 người đã pass 100%. Cho nên hôm nay phải là một ngày vui, một ngày có thể nói là lịch sử, khi mà cái chương trình giảng dạy này sẽ được đưa qua Thượng viện theo cái tiến trình, cái tình trình của nó là phải qua Thượng viện. Khi mà Thượng viện 40 người đồng ý rồi, sẽ chuyển qua bên Hạ viện. Sau khi Hạ viện cũng làm cái thủ tục như cũ như vậy và họ sẽ thành công thì sẽ đưa qua cho thống đốc ký. Chúng ta hy vọng cái ngày đó không xa. Và cái chuyện đó hôm nay có tới 7 người trên 7, tức là 100% bát, và không chỉ họ chỉ vote bát mà còn họ show ra cái lòng họ, là họ thấy được cái sức mạnh, họ sẽ thấy được cái chính nghĩa của cộng đồng Việt Nam chúng ta. Cho nên đây là một cái ngày rất là vui của cộng đồng chúng ta nói chung, không chỉ tiểu bang California mà của khắp các người trên hải ngoại. Đoàn con giết quân vô thần, nhường cờ tiếng xin tế vong linh. Bao nhiêu trang anh hùng tuấn kiệt, bao quân binh ngu uất vong thần. Xin về vui cùng nước non thanh bình. Này là tù giam trốn xác nhìn trang anh hùng. Này là xiềng gông trốn chúng tôi ủng hộ. Kính thưa quý vị, vừa rồi là một số hình ảnh của buổi điều trần của bà Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn về dự luật SB 895 đăng khoa tường trình từ thành phố Sacramento, tiểu bang California. Trân trọng kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình phóng sự lần sau của Đài truyền hình Việt TV Network thực hiện.